Môn miền Tây xin chào cả nhà. Hôm nay Môn có lộc ăn nha cả nhà, đi ăn sinh nhật. Đây. Mở cửa ra, 1, 2, 3. Nè, thợ chính là trong đây không? Đang chuẩn bị đồ món. Quá chừng nhiều đồ món nè. Có ai hỏi han gì kéo khép tiếp rồi ha. Kéo khép lại. Quá chừng rồi. Quá chừng đồ món rồi. Cái này em mà quay trễ hết, quay sớm quá chưa ra được món đồ chiên nữa. Đây là khâu chuẩn bị thôi. À. Ôi, cái nhìn cái dầu trường ngon dễ sợ to kìa. Cái là cái dầu trường nó xào dưa cải quá ha bảy. Mấy món chị? Mấy món? Xào hộp cẩm nè. Dầu trường với bao tử, rồi cái đó là gà nấu đậu. Rồi cơm chiên nữa, rồi gà chiên nữa, rồi ớt chiên rồi tờ lứa cho người. Mấy món nữa? Vậy 5-6 món rồi đó. À, thợ chính không à. Ăn sinh nhật trong nhà không à nha cả nhà. Thợ chính à, có mẹ mình nữa. Có mẹ Mung nữa nè. Đang phụ qua sắt. Rồi một hồi à, có cái nồi này đang nấu nữa nè. Nồi hà gà nấu đậu. Gà nấu đậu này ăn dễ ăn nè ha bảy. Ấy đang trụng mực hả? Mực đó là để xào hạt cảnh với dầu trường. Cả nhà ơi, con mực thì cả nhà. Ăn trụng con mực thì cả nhà. Ồ. Thấy con mực không? Ngon quá. Siêu to ha. Ồ, cái đậu không mà bự vậy đó hả bảy? Cái đậu. Trời ơi. Quá chừng ơi. Này mực tươi quá. Tươi đâu mà. Quen mà dám nói mực sình hơn. Không mà tươi làm mình làm mình à, ăn mình tươi với tươi ngon mới được. Hôm nay có lộc ăn nha cả nhà. Trong nhà ăn không mà làm gì đó. Làm có 5-6 món à. Ờ, bây giờ Mung sẽ phụ tiếp mới được. Gà nấu đậu đó chín rồi mình để hành vô. Hành củ vô. À, nhìn xanh xanh đỏ đỏ, hành nó ngọt nữa. Cái nồi này là ngon xuất sắc luôn. Nè cho cả nhà xem á. Nè nhìn cái nồi mà có bay lớn à mà toàn là đồ bổi không luôn ở nhà nước nó xịu à. Nè, bữa nay mình ăn mồi thôi nha. Hấp nước là ngon xuất sắc luôn, nước này nó ra nước ngọt dữ dằn luôn á. Rồi giờ chín là mình nhắc xuống. Mình nãy giờ mình phụ nè. Phụ tiếp đánh cơm cho nó tan ra chứ nãy giờ mình cũng không có niêm chứ. Thử chánh á. Rồi nhắc cái nồi này xuống. Chiên cơm nha cả nhà. Đó, chiên cơm. Dạ. Tôm. Đó, rau củ sắc nè. Lạc xưởng chả lụa luôn. Quá chừng rồi. Giờ đây mẹ chiên cơm. Với bảy đang chiên cánh gà. Đó. Bên đây là chị Hai đang xào dầu trường nha. Mấy thợ chính đang nấu rồi giờ à, mình à, đi vô đây nè. Hả? Tiên chào cả nhà đi Tiên. À, bé Hằng nữa nè, đang con đang làm gì Hằng? Con đang buộc tóc. Vậy hả? Quá trời rồi, buộc tóc làm gì ạ? Tóc nó đi ra ngoài chơi cho nó đẹp. Vậy hả? Quay qua đây nói chuyện coi. Đâu, con nói sao? Con ra buộc tóc để ra ngoài chơi cho nó đẹp. Vậy đó hả? Quá trời. Ôi ơi. Rồi, làm đi, làm đẹp đi. Ngon quá trời cả nhà. Ủa, chuẩn bị là mình là dọn ra nha, chín rồi đó. Đây cái dĩa đồ nguội quá xuất sắc. Đây dĩa đồ xào, vô chương xào. Quá. Đang chuẩn bị bánh kem dữ dằn. Cái bánh kem mà có rượu có tiền luôn ta. Đây, happy birthday, tình yêu.
7 tháng 12. Rồi ướt đi, ướt xong rồi cái mình hỏi bánh kem nha. Wow. Đó. Đây là bạn của mấy em nhỏ nè, mấy đứa nít nè. Hoành tráng nè. Bữa nay trời chuyển mưa nên thôi tối cả nhà thông cảm nha. À, mấy bạn của mấy đứa nít nè. Bên đây là của người lớn. Rồi cả nhà sinh nhật với bé Hiếu nha. Hôm nay chung vui với gia đình không mà cả nhà nè. Đó. Bên đây là cũng gia đình không mà. Phía dư quán thì có nhậu chút xíu. Dạ tối đi. Đó bé Tiền đang ăn nữa kìa. Mời cả nhà nghe. Mời cả nhà uống nước ngọt. À, mỗi 2 3 mời cả nhà nha. Nè, cũng lấy. Cũng lấy. 1 2 3 vô. Vô mời cả nhà uống nước ngọt. Thôi là bị ăn năm không có đói mới ăn. Ăn à. Bị nổi đâu. Một cái đùi gà nha cả nhà. Bi ơi, gà chiên. Qua đây đồ ăn nhiều hơn nè Bi. Bi đi rồi đó, chứ ăn không lại đâu. Con ăn cơm không? Bấy cơm vô. Ăn gì gấp? Ngon lắm cả nhà. Ủa nào, xuống gấp thì ngồi xuống gấp đi con. Ủa nào, xuống gấp thì ngồi xuống gấp đi con. Có cơm chiên hải sản này nè, lên ăn kem đó dùm con nè. Hôm nay sinh nhật của bé Hiếu là sinh nhật mà đi mum đi ăn chật nha cả nhà, ăn chật làm nguyên đại gia đình luôn. Mẹ mum, bé Tài, bé Tiên. Gia đình có 4 người là đi ăn hết. Mày để nồi lâu. Để cho bà bế chưa? Để cho nó. Không ăn gì nhau vậy? Ăn gì gấp ha? Ngon quá cả nhà ơi. Năm nay làm cái ăn chắc mới nắng hầu mới ăn thì nó chết. Để bên hồng hiếu kìa. Mấy món đều ngon hết. Đây ăn bánh kem mày. Ê. Tiên ăn bánh kem ngon không Tiên? Hai ăn bánh kem ngon không con? Dạ ngon. Ôi nè. Nè cả nhà ơi coi nè. Em tôi chạy có một cuốc xe ra đầu thôi. Nhưng mà bây giờ phải về ăn nguyên một cái chảo này nè. Cái chảo này ăn chắc tới sáng chưa hết nữa. Thôi mời cả nhà nha. Chết luôn luôn. Ăn nguyên cái chảo này nè. Chết luôn rồi em tôi ăn. Nguyên cái chảo này ăn tới sáng chưa hết nữa cả nhà ơi. Cả nhà dùng với em tôi nha. Ngon lắm cả nhà. Cái nước này nè, nước rau củ á, nó thấm vô đây nè. Nước ngon cái ghê luôn á. Thợ còn là thợ nấu, thợ giữ không mà cả nhà. Rau củ nè, đầy đủ luôn. Thợ nấu rước ngoài ngon bắt quá. Vô à. Bắt bà với mấy anh nhậu này cả nhà. Trong gia đình không mà nên vui vậy. Mời cả nhà nha. Cả nhà ơi, trong lúc ăn á mình chạy xe ra đầu nên lúc mà đi về á thì ăn hết rồi đi ra rửa chén thế nào ơi, chưa ăn được có một cục thịt gà. Video của mình đến đây cũng xin kết thúc. Giúp cả nhà đón Noel vui vẻ nha. Hôm nay ăn sinh nhật của má Hiếu vui quá à. Chút nữa mình rửa chén xong rồi mình đi vô mình ăn tiếp cả nhà. Chị Hai có chừa cho mình một miếng. Rồi bye bye tạm biệt cả nhà.